xanh trái nha bạn, trái gián đổ. Cây này thì nói chung người ta cũng bán nhiều rồi. Không được, cây này nó cũng già cây. Cây này cái cục của này thì được khoảng 18-19 nè. Cây trên thì nhỏ nha bạn, già ngay trắng tát. Cây này về lọc xương rồi, xương ta uống cũng hơi bị rối tí xíu. Cây này gửi combo gửi luôn chậu. Cò đổ chậu nó cao khoảng 30 á, xanh trái nha bạn. Dạ cây thần chậu rồi, nuôi trong chậu luôn, trái nha bạn. Này là bông cây trái quá trời. Này đang mùa trái, đang mùa trái của cây sầm trái. Sầm trái.